Sau đây là một bài báo được xuất bản vào ngày 15 tháng 4 năm 1971 của nhà báo Đông Quân với tiêu đề Mỹ Lai tội thuộc về ai? Đúng 3 năm sau ngày vụ thảm sát xảy ra với lối 500 nạn nhân, vụ án bi thảm nhất trong cuộc chiến tranh Việt Nam sắp kết thúc tại Mỹ. Sáng ngày 16 tháng 3 năm 1968, Đại đội C thuộc quyền chỉ huy của Đại úy Ernest Medina của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 20, Lữ đoàn 11, Sư đoàn America Hoa Kỳ được trực thăng vận đến để bao vây làng Mỹ Lai, mở ngoặc Sơn Mỹ đóng ngoặc thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Đối với Đại đội C, đây quả là một sứ mạng cam go đầy nguy hiểm. Xưa nay, Quảng Ngãi vẫn được xem như vườn ươm giống cách mạng. Nhiều chiến sĩ kháng Pháp nổi tiếng đã xuất thân từ đây. Ngoài ra, nó còn là căn cứ địa của tiểu đoàn 48 Việt Cộng. Mỹ Lai với những túp lều được phòng thủ kiên cố, với vô số những đường hầm chằng chịt bí mật đã làm chột dạ các chàng GI mới chân ướt chân ráo đến Việt Nam vừa được một tháng. Mình, cạm bẫy và chiến thuật bắn xẻ của Việt Cộng đã khiến cho quân số của đại đội từ 180 người chỉ còn lại 105 người. Trong số ấy, 80 người có mặt tham dự cuộc hành quân hôm đó. Đại đội phân ra làm 3 cánh quân. 2 trung đội giữ nhiệm vụ bọc hai cạnh sườn và chặn đường tẩu thoát của bất cứ ai ra khỏi làng. Trung đội còn lại dưới quyền chỉ huy của Trung úy Kali với khoảng 30 người song thẳng mũi dùi vào làng. Trung đội của Kali không gặp một sự kháng cự nào ở vòng vây bên ngoài. Và mặc dù không có tiếng súng của địch quân, trong vòng không đầy 20 phút, họ đã lùa bắt tập trung dân làng, hầu hết là ông già, đàn bà và trẻ em thành từng nhóm, mặc cho họ van xin lạy lục, xin tha cho mạng sống, rồi nổ súng giết sạch. Ước lượng số người bị giết khoảng từ 109 đến 567 người. Dân biểu phanh phui. Ngày cuồng sát lặng lẽ trôi qua, xác những kẻ chết oan tiêu rửa với thời gian. Thoạt tiên, viên phi công trực thăng Hurt Thompson, người đã được ân thưởng huy chương vì đã bất chấp sự an toàn của bản thân, can đảm cứu thoát 16 trẻ em ra khỏi vùng khói lửa, đã trình báo với thượng cấp của anh về vụ thảm sát ở Mỹ Lai. Nhưng lời tố giác của anh chẳng đem lại một kết quả nào. Họ truy tặng huân chương cho anh mà không cần tìm hiểu anh đã cứu các em thoát khỏi tay ai. Họ có biết đâu chính anh đã liều thân, không phải vì hiểm họa do chính kẻ thù, mà từ chính những loạt đạn của các đồng đội anh bắn vung bừa bãi. Khi anh đáp phi cơ xuống làng Mỹ Lai để rước đám trẻ mang đi, một sĩ quan Hoa Kỳ đã ra lệnh bảo anh phải cất lên ngay, và một ông trung sĩ cũng dùng súng hăm dọa cản ngăn. Khi nghe Thompson tố giác, Trung tá Oren Henderson, chỉ huy trưởng lữ đoàn 11, cho gọi đại úy Medina và vài thuộc viên của ông để hỏi qua nội vụ. Nhưng ai nấy cũng đều lắc đầu phủ nhận. Thế là vụ thảm sát được xếp qua và xem như là một câu chuyện dựng đứng theo kỹ thuật tuyên truyền cố hữu của Việt Cộng. Trung tá Henderson
chỉ khẩu trình kết quả cuộc điều tra lên tướng Samuel Custer, lúc bấy giờ là sư đoàn trưởng sư đoàn Americal. Khôi hài hơn nữa là bản báo cáo về cuộc hành quân ở Mỹ Lai không làm cho một ai thoáng nghi ngờ. Tờ Star and Stripes của quân đội Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương cũng chỉ đăng tải mấy dòng vắn tắt. Bộ binh Hoa Kỳ đã giết được 128 cộng quân trong một trận đánh đẫm máu kéo dài một ngày. Một chiến thắng khá quan trọng như vậy vào thời bấy giờ đáng lẽ cần phải được tường trình khúc chiết hơn. Trung úy Arthur Dunn, người thảo nên bản báo cáo ấy, cũng lấy làm lạ. Tại sao trên 100 địch quân bỏ mạng mà vũ khí tịch thu chỉ có 3 thôi? Nhưng rồi ông cũng thông qua. Mãi một năm sau, mặc dù đã rời quân ngũ, sống xa các chiến hữu của đại đội C, Ronald Reagan Hour vẫn chưa quên vụ Mỹ Lai. Anh nghĩ rằng nó quá khủng khiếp thương tâm, khiến không ai có quyền để nó chìm nghỉm trong lãng quên. Được trung sĩ Michael Bernhard, cũng là một chiến sĩ của đại đội C hứa trợ lực. Radin Auer viết khoảng 30 ký thư gửi cho các giới chức ở Hoa Thịnh Đốn, kể cả tổng thống, bộ trưởng quốc phòng và nhất là các vị dân biểu có uy tín. Một tháng sau khi nhận được thư phanh phui nội vụ, của Hour, ngũ giác đài vẫn chưa buồn lưu ý tới, cho đến khi dân biểu Mendel River, chủ tịch ủy ban quân vụ quốc hội Hoa Kỳ, và dân biểu Maurice Udall, người mà ngũ giác đài rất vị nể, đòi phải mở ngay cuộc điều tra nội vụ vào ngày 7 tháng 4 năm 1969. Đoạn phim thảm sát hình một đứa trẻ nằm chết vắt vẻo ngang màn ảnh vừa vụt tắt, nhường chỗ cho một cảnh tượng thương tâm khác: thân xác dập nát, máu me đầm đìa của một thiếu phụ nằm lăn trên vũng đất bùn của làng Sơn Mỹ. Tất cả những người có mặt, thượng nghị sĩ và dân biểu, trong buổi chiếu phim của Thứ trưởng Lục quân Mỹ Stanley Reiser tại điện Capitol hôm ấy đều lặng người ngồi yên theo dõi các hình ảnh tố giác hùng hồn mà nhiếp ảnh viên quân đội Ronald Harper đã ghi được 20 tháng trước đó. Không có những bức ảnh sống thực đó, chắc chẳng mấy ai tưởng tượng được mức độ dã man khủng khiếp của nội vụ. Sau 4 tháng điều tra, đến ngày thứ sáu 5 tháng 9 1969, ủy ban mới tìm ra thủ phạm để quy lấy trách nhiệm. Trung úy William Law Curley bị kết tội đã hạ sát trên 100 thường dân vô tội. Các nhân chứng lần lượt được xuất đầu lộ diện trên màn ảnh vô tuyến truyền hình để ghi lại ngày thảm sát 16 tháng 3 năm 1968. Paul David Miller, một nông dân ở Indiana, đã từng tham dự cuộc bố ráp Mỹ Lai và mất một bàn chân trong ngày hôm sau, trong một cuộc phỏng vấn với hãng CBS, đã kể lại: hôm ấy anh và các đồng đội gom được 45 người vào giữa làng. Lúc ấy trung úy Curly đến nơi ra lệnh: anh biết phải làm gì với bọn này chứ? Cứ tưởng ý trung úy chỉ muốn mình canh gác họ,
Nhưng một lúc sau, ông ta trở lại hỏi: "Sao? Còn đợi gì mà không giết hết chúng đi?" Lúc bấy giờ, Kali và anh xả súng M16 vào đám người ấy mà giết sạch. Sau đó, anh và Kali lại lùa khoảng 7-8 người vào một chiếc lều, rồi mở chốt lựu đạn ném vào. Tiếp theo, Mitchell và Kali giết thêm một số dân làng khác, rồi mang vứt xác xuống mương. Tổng cộng, anh đã giết khoảng từ 35 đến 40 người, và ước lượng số nạn nhân ở Mỹ Lai có chừng 370 người. Hiện nay, Mitchell lo cho hậu quả của những gì mà anh đã làm, và cho rằng Thượng Đế đã phạt anh mất một bàn chân. Hiện diện trong buổi truyền hình, cha mẹ của Mitchell không khỏi rùng mình. Mẹ anh than: "Chúng tôi trao họ một thằng con ngoan, và họ đã biến nó thành một tên sát nhân." Cha anh nói: "Trường hợp tao, chắc có lẽ tao đã quay súng bắn ngay tên nào ra lệnh cho tao phải làm việc ấy." Nhưng đã hết đâu. Mitchell kể tiếp: "Một nhóm khoảng từ 70 đến 75 người lại vừa được binh sĩ dưới quyền chỉ huy của Kali tập trung dọc bờ một con mương cạn." Kali bảo: "Này Mitchell, mình còn phải thịt cho hết mớ này." Nói xong, Kali cùng Mitchell tiến đến, lần lượt xô từng người một ngã xuống mương, rồi bắn chết. Khi binh nhì Richard Pendleton vào làng, thì cuộc thảm sát đã lắng dịu. Nhưng binh sĩ Hoa Kỳ vẫn còn tiếp tục bắn giết những kẻ sống sót đang tìm đường trốn lánh. Chính anh đã trông thấy đại úy đại đội trưởng Medina bắn chết một đứa trẻ đang quanh quẩn gần một đám 15 tử thi người lớn, mà anh đoán chắc trong số đó có mẹ của nó. Trung sĩ Michael Bernhardt cho biết hôm ấy chẳng có lấy một tiếng súng của đối phương. "Chúng tôi chẳng gặp một sức kháng cự nào. Do đó, tôi không nhớ có trông thấy một binh sĩ Hoa Kỳ nào chết hoặc bị thương không." Anh tố cáo Curly và thuộc viên của hắn đã nổi lửa đốt nhà rồi chờ các nạn nhân chạy ra để bắn giết họ. Anh thấy họ dùng súng phóng lựu M79 để bắn vào một đám người còn sống. Có ai tìm cách ngăn cản tính cuồng sát của họ không? Chỉ có một binh sĩ, không biết làm cách nào trước những hành động phi nhân dã man ấy, đành chĩa súng vào chân bắn cho mình bị thương, để được đứng ngoài cuộc giết chóc. Và anh là binh sĩ Hoa Kỳ duy nhất bị thương trong cuộc hành quân ngày hôm ấy. Khi một anh binh nhì khác không chịu tiếp tục bắn vào một đám 20 thường dân theo lệnh của Kali, hắn giằng lấy súng của anh bấm cò nhả đạn. Thật không ngờ, lúc nội vụ mới được phanh phui ra ánh sáng dư luận trong và ngoài Hoa Kỳ đều bàng hoàng kinh tởm. Ai chẳng biết đã có chiến tranh tức phải chấp nhận những cái chết phi lý vô nghĩa. Nhưng mức độ dã man và tàn bạo của vụ Mỹ Lai có thể so sánh với hành động khát máu của các đế quốc thực dân lạc hậu cách đây hàng thế kỷ, như vụ Pháp hành quyết tập thể 15.000 người Hồi giáo trong cuộc chiến tranh với dân Algeria trong thập niên 50. Năm 1919, một vị tướng lĩnh người Anh tên Gino Dyer và 56 tên lính của ông, trong khi trấn áp một cuộc bạo động tại Amritsar, Punjab, Ấn Độ, đã nổ súng giết hại 379 người mà không hề cảnh cáo trước. Không quân Đức
đã oanh tạc và bắn chết 1.600 thường dân ở Guernica, một thành phố nhỏ ở Tây Ban Nha, vào năm 1937. Năm 1941, tại Baby Yar, 200.000 người Do Thái cũng đã bị Đức tập trung và tàn sát. Trước sự thật phũ phàng, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc đã bình luận rằng nội vụ đã rây rứt lương tâm của tất cả dân chúng Hoa Kỳ. Tổng trưởng quốc phòng Melvin Laird cũng lắc đầu kinh tởm. Thứ trưởng lục quân Hoa Kỳ Stanley Risser nhìn nhận thật khủng khiếp. Dân biểu Richard Zweig của Pennsylvania mô tả nội vụ như một hành động vô nhân đạo cố tình, một trong những ngày đen tối nhất lịch sử Hoa Kỳ. Sau khi nghe cuộc phỏng vấn các nhân chứng trên màn ảnh vô tuyến truyền hình, Thượng nghị sĩ Peter Dominic tự hỏi, Hoa Kỳ là một quốc gia như thế nào với những hành vi bẩn thỉu như vậy? Thượng nghị sĩ Fulbright, chủ tịch Ủy ban Ngoại giao, cũng đặt một câu hỏi quyết liệt hơn. Sự kiện này sẽ khiến công luận quốc tế thắc mắc, không biết Hoa Kỳ là một thứ gì. Tờ Guardian ở Anh gọi vụ Mỹ Lai là một sự kiện có thể làm ung thối nền tảng xã hội Hoa Kỳ. Bài xã luận của tờ Daily Mirror có câu, khi một binh sĩ nhìn nhận chính tôi đã bắn giết trẻ con, nên Thượng Đế đã trừng phạt tôi. Như vậy thì còn gì là chính nghĩa? Có lẽ âm hưởng của vụ thảm sát ở Algeria vẫn còn phản phất, nên báo chí Pháp chỉ nhẹ nhàng đề cập tới với ít nhiều cảm thông. Các quốc gia khác không nên lên án Hoa Kỳ, vì dù sao họ cũng cố gắng đưa nội vụ ra ánh sáng công luận để phán xét. Trong một nhận định ở trang nhất, tờ Le Monde, tờ báo có nhiều uy tín nhất ở Ba Lê, tác giả đã viết, tôi hy vọng tất cả các quốc gia, không riêng gì Mỹ, cũng sẽ can đảm như Hoa Kỳ để nhìn nhận xem từ sau các vụ Lydies và Orador đã có bao nhiêu vụ tương tự như Mỹ Lai. Ai gây nên tội? Lúc nội vụ mới được phanh phui, mọi người đều đưa kỷ luật, tuân thượng lệnh của quân đội để chạy tội. Một số binh sĩ của đại đội C cho rằng, trước khi tấn công vào làng Sơn Mỹ, đại úy đại đội trưởng Medina có đọc một bản tiêu lệnh chỉ thị cho mọi người phải sang băng Mỹ Lai thành bình địa và hủy diệt hết tất cả. Vanado Simran thú nhận có bắn chết một thiếu phụ và một đứa trẻ con vì họ không đứng lại theo lệnh của anh. Nhưng sở dĩ anh giết họ vì mặc dù anh cảm thấy khó xử nhưng vẫn phải tuân mệnh lệnh trên, bằng không rất có thể anh sẽ bị truy tố ra tòa về tội bất tuân thượng lệnh. Anh nhớ đại úy Medina đã bảo, vào làng các bạn phải giết cho sạch, đốt cho hết. Nhưng chẳng có ai xác nhận rõ ràng là Medina đã ra lệnh phải giết thường dân, đàn bà và trẻ con. Biết đâu ông chỉ ra lệnh hạ sát hết những tên Việt Cộng. Vì theo tin tình báo nhận được, thì ngôi làng do Cộng quân kiểm soát này được các cán bộ của chúng phòng thủ rất cẩn mật. Leon Stevenson, một đội viên của đại đội C, xác nhận anh không hề nghe đại úy Medina nói với ai về chuyện bắn giết thường dân vô tội trước khi ban lệnh ra quân cả. Vấn đề vì thế mà giảng giai
khiến các phiên xử phải kéo dài đến hơn 4 tháng, một thời gian kỷ lục của lịch sử xử án. Đến ngày 11 tháng 3 vừa qua, phần nghe cung mới được chấm dứt và công tố viên phán định Curly là một tên sát nhân đã thản nhiên hạ sát 102 thường dân vô tội và yêu cầu tòa xử tử hình. Luật sư biện hộ George Latimer lưu ý tòa rằng rất có thể trong cuộc chạy đua để thoát khỏi án tử hình, đại úy Medina đã khai man để trút hết trách nhiệm cho Curly. Theo ông, một sĩ quan tầm thường như Curly lẽ đâu lại tự ý ra lệnh giết người như vậy nếu không có chỉ thị của thượng cấp. Đây không phải là lỗi lầm của một người. Lệnh ban ra không được rõ ràng khiến gây nhầm lẫn tai hại. Tiếp theo lại là một nhầm lẫn khác. Đại úy Medina đã vội ém nhẹm sự việc. Một năm sau, một lầm lẫn tai hại khác lại xảy ra liên hệ đến phiên xử này. Để luận tội Kali, người ta cũng không quên tìm lại dĩ vãng của anh ta. Chào đời cách đây 27 năm tại Miami, hắn được mang biệt danh là Rusty vì mái tóc màu nâu đỏ. Bà con hàng xóm đều nhìn nhận hắn là một đứa trẻ bình thường, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Ở bậc trung học, Kali khá về hai môn hành chánh và sử Anh. Lên đại học, được một năm phải thôi học vì quá kém. Từ đó, Rusty chuyển qua nhiều nghề, để rồi kết cục gia nhập quân đội với tư cách là sĩ quan và được đưa sang Việt Nam chiến đấu. Hạ sĩ William Kern của đại đội C cho biết, ông chẳng thấy Kali có gì khác thường. Ông ta cũng không phải là một sĩ quan lỗi lạc và cũng không thuộc hạng tệ mạt. Hứa hẹn nhiều sôi nổi. Hiện nay, số mạng của Kali đang nằm trong tay 6 sĩ quan hội thẩm. Hội thẩm đoàn gồm 6 sĩ quan đã biệt cử để dễ dàng thẩm lượng tội trạng của bị can và bắt đầu nhóm họp hôm thứ Ba, 16 tháng 3 vừa qua, ngày kỷ niệm đệ tam chu niên vụ thảm sát Mỹ Lai. Vụ án Mỹ Lai còn hứa hẹn nhiều sôi nổi. Mới đây, chuẩn tướng George Young Jr. tố cáo quân đội đã biến ông thành một con chốt thí trong vụ Mỹ Lai để an định một ván bài chính trị. Luật sư của tướng Young cho biết, thay vì sẽ bị quân đội cách chức, trừng phạt để vuốt ve một dân biểu tai mắt hiện nay, ông đang chờ được thăng cấp. Vị dân biểu mà ông muốn ám chỉ là Samuel Stratton, đơn vị nữ ước, hội viên của Ủy ban Quân vụ Hạ viện. Trong một bài diễn văn đọc trước Quốc hội, ông đã chỉ trích quân đội có ý gạt các sĩ quan cao cấp ra ngoài vụ Mỹ Lai và chỉ truy tố những cấp trung. Tướng John vừa nhận được một văn thư cho biết, Thống tướng Westmoreland, tham mưu trưởng lục quân, đã đề nghị giáng cấp ông xuống đại tá, rút lại huân chương quân vụ, bội tinh và khiển trách ghi hồ sơ. Lúc vụ Mỹ Lai xảy ra, thiếu tướng Samuel Coster là sư đoàn trưởng sư đoàn Americo và John là một trong số những sĩ quan phụ tá của ông. Hôm tháng giêng vừa qua, tòa án quân sự đã quyết định miễn tố hai vị này về tội cố ý khỏa lấp ém nhẹm vụ thảm sát vì thiếu bằng cớ. Trong khi chờ đợi phán quyết của tòa án, người ta vẫn tin tưởng rằng với một nước dân chủ như Hoa Kỳ, tự mình dám nhìn thẳng vào sự thật
và quyết định đi tìm sự thật, mặc dù sự thật ấy đã làm họ lúng túng. Công hay tội của những kẻ dính líu đến vụ Mỹ Lai sẽ được luận bàn công minh. Dù là dân đen ở một nước đang bị chiến tranh tàn phá, chắc Hoa Kỳ cũng phải nhìn nhận là người Việt Nam vẫn có nhân quyền, một thứ của quý mà lúc nào Hoa Kỳ cũng hứa bảo vệ cho các nước bạn mình.